Bây giờ là phần bài tập áp dụng nào. Bài 1, thực hiện phép tính. Cô có 3 câu và cô cho chúng ta 3 phút làm bài vào vở. Cô chắc rằng là bài này bạn nào cũng đạt được 10 đúng không? 3 mũ 17 chia 3 mũ 15, áp dụng nguyên công thức của cô, giữ nguyên cơ số, lấy số mũ trừ đi nhau. Và kết quả bằng 3 mũ 2 đúng không? Và 3 mũ 2 bằng mấy? 9 đấy nhá. 10 mũ 16 chia 10 mũ 13 thì bằng 10 mũ 16 trừ 13 và bằng 10 mũ 3 đúng không? Thế còn câu C thì để đỡ nhầm, chúng ta sẽ thực hiện phép tính cho cô từ trái qua phải. 2 mũ 5 x 2 mũ 7 thì bằng 2 mũ 5 cộng 7 bằng 2 mũ 12 chia cho 2 mũ 9. Và ở đây là ta lấy 12 trừ 9. Kết quả 2 mũ 12 trừ 9 bằng 2 mũ 3. Và kết quả bằng mấy đây? Bằng 8 đấy nhá. Các bạn hay bị nhầm 3 mũ 2 bằng 6 và 2 mũ 3 cũng bằng 6. Nên là cái điều này cực kỳ đơn giản thôi, nhưng rất nhiều bạn bị nhầm. Nên chúng ta lưu ý cho cô là 3 mũ 2 bằng 9 và 2 mũ 3 bằng 8 đấy. Bài 2 nào. Thực hiện phép tính từ trái qua phải và viết kết quả phép tính sau dưới dạng một lũy thừa. Cô có 2 câu và cô cũng cho chúng ta 3 phút thôi nhé. Nào, với câu A chúng ta cũng nhớ cho cô là trong biểu thức có phép tính nhân và phép tính chia, ta thực hiện phép tính từ trái qua phải. 5 mũ 18 nhân 5 mũ 3 thì bằng 5 mũ 18 cộng 3 là bằng 21, chia 5 mũ 14 đúng không? Và bằng 5 mũ 21 trừ 14 bằng 7. Tiếp theo nào, chia này thì bằng 12 mũ 21 trừ 3 bằng 18, chia cho 12 mũ 8 và kết quả bằng bao nhiêu đây? 12 mũ 18 trừ 8 bằng 12 mũ 10 đấy. Bài số 3, tính và so sánh A với B trong các trường hợp sau đây. Cô lại có 2 câu và chúng ta có 3 phút để làm bài. Và bây giờ chúng ta cùng làm với cô câu A. Nào, 12 mũ 2 chính là 12 x 12 bằng 144, chia cho bao nhiêu đây? 4 bình phương là 16. Và các bạn thực hiện phép tính giúp cô là 144 chia 16. Kết quả bao nhiêu nhỉ? Bằng 9. Tiếp theo câu B nhá. 12 chia 4 thì bằng 3 và 3 mũ 2 thì bằng 3 x 3 bằng 9. Như vậy ta nhận ra điều gì liên hệ giữa A và B đây? Đó là A bằng B, tức là 12 mũ 2 chia 4 mũ 2 bằng 12 chia cho 4 mũ 2. Ồ, đây là chia 2 lũy thừa cùng số mũ. Chúng ta nhìn thấy điều gì chưa? Giữ nguyên số mũ, lấy cơ số chia cho cơ số này, được chưa? Thử làm câu B xem quy luật trên có đúng không nhé. 10 mũ 3 là 10 x 10 x 10 bằng 1000, chia cho 2 mũ 3 bằng 8 đúng không? 125. Thế còn B, 10 chia 2 bằng 5, 5 mũ 3 bằng 125. Như vậy ở đây A lại bằng B, và từ đó suy ra là 10 mũ 3 chia 2 mũ 3 bằng 10 chia cho 2 tất cả mũ 3. Như vậy muốn chia hai lũy thừa cùng số mũ, ta chỉ cần giữ nguyên số mũ và lấy cơ số này, hay ta nói là cơ số của số bị chia, chia cho cơ số của số chia. Và chúng ta có quy tắc như sau: A mũ N chia B mũ N bằng A chia B tất cả mũ N nếu A chia hết cho B. Và bây giờ chúng ta có một bài tập tiếp theo, đó là có hai yêu cầu. Câu A,
hãy viết số 5376 dưới dạng tổng các giá trị chữ số của nó. Và câu B là so sánh kết quả vừa viết với giá trị biểu thức 5 x 10 mũ 3 cộng 3 x 10 bình cộng 7 x 10 cộng 6. Chúng ta có 3 phút suy nghĩ và làm bài nào. Bài này rất đơn giản đúng không? 5376 viết dưới dạng tổng các giá trị chữ số của nó chúng ta đã được học từ tiểu học rồi thì chỉ bằng 5000 cộng 300 cộng 70 cộng 6 đơn vị đúng không? 5000 chúng ta có thể tách thành 5 x 1000. Viết vở cho cô nhá. Cộng với 3 x 100 cộng với 7 x 10 cộng với 6 đúng không? Và chúng ta thấy ngay được là 5 x 1000 thì 1000 chính bằng 10 mũ 3, 100 chính bằng 10 mũ 2, 10 thì hiển nhiên bằng 10 rồi, đúng không? Và như vậy là 5376 chính bằng 5 x 10 mũ 3 cộng 3 x 10 bình cộng 7 x 10 cộng với 6. Và chúng ta ghi nhớ cho cô cách viết 5 x 10 mũ 3 cộng 3 x 10 bình cộng 7 x 10 cộng 6 còn gọi là viết dưới dạng tổng các giá trị chữ số theo lũy thừa của 10. Và buổi học hôm nay của cô Hiền đến đây là hết rồi. Cô Hiền xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau.